Bây giờ mình sang một cái biểu thức điều kiện nữa, đó là switch case, switch statement. Cái thằng này nó về cơ bản cái hoạt động nó sẽ gần cũng giống if else thôi, nó cũng là một biểu thức điều kiện dùng để rẽ nhánh vấn đề gì đó. Thì nó sẽ khác một điều, đó là mình chỉ có một cái biểu thức điều kiện thôi, đó là trong cái switch là expression đó. Đây là expression. Thì biểu thức điều kiện này nó chỉ được đánh giá một lần duy nhất, và cái giá trị đã được đánh giá sau cùng đó, nó sẽ phân ra nhiều trường hợp. Thì cái case này chính là cái trường hợp ha, cái case này chính là cái trường hợp. Vậy thì nếu như cái case này nè nó được đánh giá bằng với biểu thức trên này thì nó mới chạy, còn không bằng thì nó bỏ qua ha. Và trong đây bạn thấy là xuất hiện thêm một cái từ khóa là cái break. Cái break tức là nó sẽ ngắt luôn, tức là khi nó chạy vào đây rồi nó sẽ không chạy xuống bên dưới nữa, nó ngắt luôn cái biểu thức điều kiện ở chỗ này. Ok, ví dụ đi, ví dụ như mình có một cái biến switch này và job bằng teacher chẳng hạn, rồi mình gọi cái hàng switch case. Thì trong JavaScript nó cũng có gợi nhắc lại cho mình thôi, mình chỉ cần ghi switch như này, hoặc là chọn cái dòng ở trên hoặc là chọn dòng ở dưới. Đây là cái switch statement này, JavaScript language basic, mình chọn này, nó sẽ sinh ra cho mình cái cú pháp. Thì key này chính là biểu thức, key chính là gì, key chính là cái job. Thì lúc này nó sẽ đánh giá cái job này của mình. Thì job này của mình bằng cái gì? Cái trường hợp thứ nhất là job mình bằng designer chẳng hạn. Đó, designer thì sao? Mình sẽ in cái dòng ở đây. First name là một designer. Đó. Tương tự cái case tiếp theo. Trường hợp tiếp theo là không phải designer nữa mà bằng worker. Đó, hai chấm này nhớ phải có hai chấm nha. Đây cũng phải nhớ có break. Rồi. Ở đây mình sẽ console.log tiếp. First name là một worker. Đó. Case case tiếp theo là teacher. Mình đang muốn kiểm tra điều kiện mà đúng không? Điều kiện gì đó. Thì sau này thực tế ở cái dòng thay vì console.log mình có thể thực hiện những cái logic khác để mình giải quyết cái vấn đề của mình. Ở đây đơn giản mình chỉ console.log thôi. First name cộng với cái gì? Là một giáo viên teacher. Và default tức là nếu như nó không thỏa mãn bất kỳ cái điều kiện nào trên này á, nó không bằng cái điểm, nó không thỏa mãn bất kỳ cái trường hợp nào trên đây, nó sẽ chạy bằng cái trường hợp mặc định. Console.log first name. Là một người có công việc nào đó. Không biết được. Tại vì default mà, mình coi như default là mình không thỏa mãn ba cái trường hợp của mình. Rồi, run lại ha, mình đã thấy nè. Nó sẽ in ra cái dòng chữ là John là một teacher. Bây giờ mình sẽ thử sửa cái chữ này đi. Chữ thành ABC chẳng hạn. ABC thì nó lúc này nó sẽ chạy vào cái default, tức là John là một người không có công việc nào đó, là một người có công việc nào đó, mình không biết được. Tại vì nó không nằm trong cái logic của mình. Đó. Thì ở đây mình sẽ sửa lại là designer chẳng hạn. Đó, sửa lại thành job thành designer, thì theo logic nó sẽ chạy vào trong đây đúng không, nó sẽ thỏa mãn cái case này, run lại đó designer. Vậy thì trong trường hợp giả sử như mình không có cái break này thì sao, giả sử mình quên cái break đi, mình quên cái break thì các bạn thấy kết quả này nó sẽ chạy luôn cả bốn dòng lệnh. John là một designer, worker, teacher này. Còn nếu mình đây sửa lại thành worker thì nó sẽ chạy cái worker teacher là cậu công việc nào đó. Tại vì lúc này này nó đánh giá cái điều kiện này trước là case là đúng rồi. À là chỗ này là không đúng, không đúng thì sẽ bỏ qua cái case này. Tuy nhiên xuống này là đúng rồi nó sẽ chạy ở đây. Thì sau cái nó chạy đây xong nó sẽ chạy tiếp ha, tại vì mình không có ngắt mà. Nó đã đánh giá là đúng rồi. Cho nên chạy hết hàng loạt từ trên xuống dưới luôn. Thì mình nhớ là phải có cái break này nha, phải có cái break này nó mới đúng được. Đó là cái cấu trúc của người ta. Thì thường cái switch case này nó sẽ dùng trong những trường hợp mà so sánh bằng á, tốc độ nó sẽ nhanh hơn cái if else. Tại vì mình chỉ đánh giá một lần thôi, đánh giá một lần thôi và so sánh với so sánh thôi. Nhưng mà thường người ta sau này thì đa số người ta chỉ sử dụng if else thôi ha.
ít khi mà sử dụng switch cây, thì cái đó tùy vào mình thôi, mình thích gì mình dùng cái đó không sao cả. Vậy thì mình nói là về cơ bản nó giống FL, vậy thì mình có thể chuyển đổi lại toàn bộ cái câu lệnh này sang cái switch cây được hay không? À, có thể chuyển đổi cái toàn bộ câu lệnh này sang switch cây được hay không? Vậy thì các bạn thử làm thử ha. Thử làm thử chuyển đổi toàn bộ cái if else này sang switch case. Và điều kiện cũng y chang như vậy luôn. Nhưng mà điều kiện lúc này nó không phải so sánh bằng. Nó không phải so sánh bằng ha. Thì có rất nhiều bạn bị hiểu lầm cái chỗ này. Ví dụ mình muốn yêu cầu chuyển đổi ra thì có những bạn sẽ làm như sau. Đó là switch này. Xong đây là gì? Đây là tuổi này. Tuổi xong rồi điều kiện case. Điều kiện các bạn lại dùng đúng cái điều kiện này. Copy. Rồi, cũng console lock y chang đây luôn ha. Console lock cái dòng này. Mình sẽ đánh dấu phân biệt ra ha, đây là console.lock gạch ngang ở đây. Cái switch này là mình để so sánh lại cái thằng A. Còn cái switch này là mình so sánh thằng job để nó phân phân cái console lock ra cho mình dễ quan sát thôi. Rồi ở đây cũng có cái break nè. Rồi case tiếp theo là cái giá trị bên trong này. Đây là mình cố tình chuyển đổi một cái câu lệnh if else về một cái câu lệnh switch case nha. Tương tự console lock lại cái dòng này luôn. Rồi, điều kiện thứ ba. Case. Copy dòng này xuống. Và cuối cùng là default. Dấu hai chấm nha, và đây cũng có break. Tương tự copy lại dòng L cuối cùng. Nếu như không thỏa mãn bất kỳ cái điều kiện nào phía trên. Đó, thì sẽ có những bạn nào như vậy. Có những bạn là như vậy. Bây giờ mình kiểm tra coi nó có giống với cái việc mình in trên đây không. Lên lại ha. Rồi, ở trên đây nó in ra cái dòng là John là một cậu học sinh. Còn phía dưới này nó lại in ra cái dòng là John là một người đàn ông trưởng thành. Đàn ông trưởng thành là nằm ở đâu? Đàn ông trưởng thành là nằm ở cái phần default này này. Hay nói cái khác là hiện tại nếu như mình chuyển đổi cái if else về switch case theo cấu trúc như vậy nó là sai ha. Nó là sai bản chất. Có rất nhiều bạn làm như vậy nha, tại vì trước đây mình dạy có rất nhiều bạn làm như vậy, yêu cầu làm lại, có rất nhiều bạn làm kiểu như vậy là sai. Thì mình phải hiểu rõ lại nè. Đối với cái switch key á, nó là so sánh bằng đúng không? So sánh bằng nhưng mà điều kiện này của mình là một cái điều kiện biểu thức so sánh. Vậy thì cái biểu thức so sánh này nó chỉ trả về cho mình hai trường hợp thôi. Hoặc là true, hoặc là false. Vậy thì cái biểu thức đánh giá của mình á, thì cũng chỉ nằm trong cái điều kiện đó thôi. Thì cái phần switch ở đây mình không điền cái biến A nha. Mình phải truyền đây là true. Tại vì mình mong đợi là gì? Mình mong đợi cái trường hợp này trả về true. Đúng không? Mình mong đợi cái trường hợp này trả về true thì mình phải truyền vào đây là true. Thì cái biểu thức này nó đánh giá một lần ha. Nó đánh giá cái expression này ở trong đây. Đây là expression này. Nó đánh giá biểu thức này là true. Vậy thì lúc đó nó đi vào từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó coi cái này có phải là true hay không. Nếu như biểu thức điều kiện này trả về true thì nó sẽ thỏa mãn này đúng không? Vậy thôi. Mà khi thỏa mãn xong rồi thì nó sẽ break luôn, nó không chạy nữa. Ha. Cho nên là hồi nãy mình ghi lại là A á, thì biến A này nó sẽ không thỏa mãn trường hợp này. Tại vì đây là một số, còn đây là trả về luận lý mà. Ha. Một số và luận lý thì làm sao so sánh bằng với nhau được, cho nên nó không chạy vào đây. Tương tự nó cũng không chạy vào ba trường hợp này. Nó chỉ chạy vào trường hợp default thôi. Bởi vậy cho nên các bạn mới thấy là đây nó in ra cái dòng chữ gì? John là một người đàn ông trưởng thành. Đó, thì nếu đúng hiểu rõ phần switch này ở đây mình phải để là true nha. Là mình chuyển đổi tương đương từ một đoạn code if else về đoạn code switch case. Vậy thôi. Thì đây nè, bây giờ nó đã in ra đây là một cậu học sinh. Thì đây cũng đúng là một cậu học sinh. Đó, các bạn vẫn cần phải phân biệt rõ chỗ này ha. Cần phải phân biệt rõ cái chỗ này. Nói chung là biểu thức điều kiện khá là dễ, mình phải về kiến thức thì dễ thôi, nhưng mà mình phải luyện tập nhiều bài tập thì nó mới thuần thục được ha, nó mới thuần thục và nó có cái thói quen được.
Thì đối với cái điều kiện ở trong JavaScript ấy, mình cần phải học thêm một cái lượng kiến thức nữa, đó là cái nó có tên là Truthy và Falsy. Truthy và Falsy.